Rồi, hai tay chống hông gặp cổ, động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, chúng ta xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đổi chân. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, chúng ta xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ tư, chúng ta xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, chúng ta xoay khử tay. Hai tay chúng ta ngang vai, chúng ta nắm tay lại, chúng ta co, sau đó chúng ta gập cổ xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay chúng ta chống hông, chúng ta xoay hông, động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta thu chân lại, chúng ta tay chúng ta đặt gối, chúng ta xoay gối cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng, chúng ta gập gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7.